À, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo ra những hiệu ứng chữ sắp xếp một cách nghệ thuật. Rồi, để bắt đầu thì mình sẽ sử dụng cái công cụ Horizontal Type Tool. Và về cái vấn đề mà gõ chữ này thì mình cũng đã nói trong một cái tool trước đây rồi, các bạn có thể click và liên kết ở phía trên này ha. Thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ phải có một cái dòng chữ nào đấy, ví dụ như là mình sẽ gõ chữ chờ người. Cái gì thế này, rồi ánh sáng rồi, ok. Là bị lỗi rồi thì mình sẽ mà tiện thể hướng dẫn cho các bạn cách xử lý cái này luôn. Đó là chúng ta sẽ tắt cái tạm thời tắt cái Unikey đi và mở cái nơi chứa cái Unikey đó và khởi động lại nó bằng cách click chuột phải ha, và chọn Run as Admin. Rồi thì nó chạy lại rồi thì chúng ta sẽ thử lại coi. Phúc rồi, ok, là sửa được rồi đó. Nhớ nhạc cái Unikey này phải chạy với cái quyền hạn là admin thì mới sử dụng gõ chữ tiếng Việt được. Đây mình sẽ trong cái phần này mình sẽ sử dụng hai bộ phông là SFU và UTM đã được Việt hóa toàn bộ. Các bạn có thể tải về ở dưới đường link phía dưới phần mô tả ha. Rồi thì để bắt đầu, mình lần trước mình đã có giới thiệu chung với các bạn về cái cách sử dụng bảng character. Ví dụ bây giờ mình sẽ tạm thời gõ cái chữ nào đấy, ví dụ như là xin mưa, đại khái cái kiểu xin mưa đừng rơi. Ngày sáng chết bỏ luôn, nhưng mà vấn đề là bây giờ nhiều nhiều bộ ảnh các bạn cần thêm chữ vô, chẳng hạn thì cần những cái tên nghe nghe cho nó gọi là sao ta, nó phải phiêu phiêu kiểu sến sến tí đưa cho khách người ta thích hơn. Rồi thì như là trước mình đã giới thiệu cho các bạn sơ lược về cái bảng character bảng này, bảng character để bật, nếu các bạn không tìm thấy này, các bạn có thể vào Window và chọn character phía trên này. Nhầm, Window character character đây thì nó sẽ hiện ra cho các bạn cái bảng này. Thì như các bạn như mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn một số cái chức năng ở đây rồi, thì hình như là mình chưa nói tới một số chức năng ở dưới này. Thì sẵn tiện nói luôn, thì như cái nói lại từ đầu đi ha, cái phía trên này sai biết rồi, đơn giản. Cái này nó sẽ tăng, cái này tên là gì ta, quên tiêu rồi. Ok, leading nghĩa là hai cái cành dòng cách đây ha. Thì mặc định nếu như bạn nào học thiết kế thì các bạn sẽ biết là leading ở cái mức độ người ta gọi là lý tưởng thì nó là 120%, tức là nếu như cái phông chữ của các bạn đang là 10 point chẳng hạn thì cái leading này nó sẽ tự động rơi vào khoảng 12 point. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ làm cho nó thay đổi đi một chút, ví dụ như khi mà mình muốn cho nó gần nhau hơn chẳng hạn thì mình sẽ thay vì 12 point mình sẽ để đâu rồi, không, đây mình đang để tới 125 point nên nó sẽ hơi khác đi. Đây, ví dụ như là mình muốn để cho nó gần gần nhau hơn như này chẳng hạn á, thì cho nó nối liền lại với nhau á, thì đó thì mình có thể tùy biến. Ý mình là mình có thể hoàn toàn tùy biến ha. Như cái VA, cái V chữ A này là kerning, thì cái kerning này là cái khoảng cách giữa hai chữ trong một dòng. Thì đây các bạn có thể thấy là chữ M, chữ U này chẳng hạn, thì mình đang cảm thấy như là nó đang xa hơn so với khoảng cách từ chữ U tới chữ A, thì mình sẽ làm cho nó gần lại một chút, gần lại 10, 75, hơi gần quá, 25, rồi chẳng hạn như vậy. Thì đây mình sẽ điều chỉnh lại các chữ cho nó vuông vắn hơn. Thì như các bạn đã biết thì cái kerning này, cái khoảng cách giữa hai chữ này á, thì người thiết kế cái chữ này nếu không phải là người Việt Nam thì thường người ta sẽ đo khoảng cách so với những cái chữ mà không có dấu. Tức là ví dụ như là chữ U và chữ A này đó, thì nếu chúng ta để auto á, thì nó sẽ nhìn nó sẽ tương tương đồng nhau, khá tương đối với nhau,
À, tức là người ta sử dụng cái phông chữ này cho tiếng nước ngoài, người ta thiết kế từ những cái kerning cho tiếng nước ngoài, cho nên nó không có cái dấu phẩy này. À, cho nên là khi chúng ta có cái dấu phẩy này là bắt đầu mọi chuyện phức tạp ra. Thì bây giờ chúng ta phải điều chỉnh lại căn bằng mắt thôi, bởi vì chưa có ai thiết kế sẵn, thì chúng ta phải căn bằng mắt, tức là chúng ta giảm bớt đi hoặc là tăng lên cho nó khoảng cách cho nó đồng đều nhau. À, cái việc này là thường xuyên khi chúng ta phải điều chỉnh khi mà mình sử dụng phông tiếng Việt. Rồi, thì đó là kerning. Còn tiếp theo là khoảng cách đều với các chữ người ta gọi là tracking. À, tracking nghĩa là cái khoảng cách như thế này, ví dụ như là từ xin mưa là đi, mình sẽ cho nó khoảng ra 200%. Đây thì nó sẽ giãn cách ra như vậy. Rồi, ok ha, đơn giản hơn. À, T này là cái giãn chữ, à, hai cái này, giãn trên và giãn dưới. Ví dụ bây giờ mình sẽ tăng nó lên là 500%. Đấy, các bạn có thể thấy nó tan nát luôn. À, thì đối với mình thì mình hầu như tuyệt đối không bao giờ sử dụng những cái horizontal hay là cái kéo ngang hoặc là kéo dọc này, bởi vì nó sẽ phá tan luôn cái tỷ lệ mà người ta thiết kế ngay từ ban đầu, thì nó không hay. Rồi, những cái này thì nó dễ hiểu rồi, nhìn cái icon này cũng biết ha. Nó là cái mà baseline, tức là cái khoảng cách, cái dòng, nghĩa là cái dòng baseline, là dòng đường cơ bản nhé. Nó như vậy thì ý nó là mình có thể điều chỉnh lại cái đường cơ bản. Ví dụ ở đây đường cơ bản đây, mình có thể để trong này, các bạn có thể thấy cái đường guideline mình vừa tạo ra đây chính là cái đường cơ bản, bởi vì nó set cái mép với lại nguyên cái đấy, nguyên một dòng chữ này, tức là để nó căn cho cái dòng chữ nó bằng nhau. Thì ở đây mình sẽ ví dụ như là mình muốn cho cái baseline của cái chữ A này nó tăng lên chẳng hạn, thì nó sẽ đẩy lên, kiểu như vậy. Thì rồi, ok, những cái thiết lập ở dưới, ví dụ bold nè, italic nè, uppercase nghĩa là cho viết hoa, tất cả định dạng viết hoa toàn bộ này, dấu mũ, dấu dưới, rồi gạch chân, gạch giữa các kiểu. Rồi, paragraph, ok, và tạm thời mới nhắc lại như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách chủ yếu, mà thôi một cách thôi, là khi mà chúng ta sử dụng cái symbol ở ngoài. Thứ nhất là chúng ta sử dụng mà ví dụ như cái từ xin mưa đừng rơi này đi, thì bây giờ mình muốn cho cái đoạn này nó sang bề một chút xíu và nó đi lên trên. Lên trên thì mình sẽ sử dụng cái này. Ôi cha, à phải quên hết. Hết dòng vậy nó sẽ xuống hơn. Rồi ví dụ như từ xin mưa đừng rơi này ha, thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái symbol. Các bạn có thể gặp ở cái symbol này ở đa phần những bạn mà share cái phông lên á, thì hay các bạn gặp hay những cái mà nó dạng như là uốn éo này nọ là, thì chúng ta sẽ tạo như vậy. Thì cái symbol, cái cách mà chúng ta đưa symbol vào lần thứ nhất á, thì cái cách thứ nhất thì đó là sử dụng brush. Thì những cái brush symbol này có rất là nhiều trên mạng free, em có thể tìm tải, ví dụ như là mình hay tìm tải ở brusheasy.com, thì đây có cái brush, đó các bạn có thể tìm những cái brush mà các bạn muốn tải, ví dụ như là cái brush này chẳng hạn đó, thì nó sẽ huấn lượng như vậy, thì đại khái là như vậy ha. Hoa hoa này, rồi đó, những cái vector thế này là chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì mình có sẵn cái ở đây rồi, và nó đây, ví dụ như là xin mưa đừng rơi đây, thì mình sẽ tìm những cái symbol về mưa. Đây mình sẽ tạo một layer mới để cái brush vào ha, Ctrl Shift N, và nó ra một cái, ví dụ khỏi đặt tên đi, được quá, và mình sẽ resize nó lại nè. Rồi ví dụ như là dùng màu đen. Rồi thêm một cây dù ở dưới cái ô á, cho brush nhỏ lại, rồi ví dụ như vậy. Ví dụ như thế. Như vậy thôi là chúng ta đã có một cái khá đơn giản mà cũng tương đối đẹp rồi. Thì cái bí quyết ở đây là khi chúng ta tạo cái phông thì chúng ta không nên sử dụng quá ba loại phông ở trong một cái
dòng một cái chữ mà chúng ta thiết kế. Thì cái số lượng phông này thì nó chỉ dao động là từ 0 tới 3 thôi. Tại sao mình nói là không? Bởi vì khi mà có nhiều bạn như hứng lên có thể chúng ta sử dụng cái pen ví dụ thế sẽ tạo chữ A chẳng hạn. Cái này là chữ A phong cách Nguyễn Hoàng Phúc nè. Ví dụ vậy là mình sẽ tạo cái layer mới và trackpad brush. Ôi này. Nhầm, xin lỗi, quên chưa chỉnh lại cái này. Mình sẽ đang nó shape kiểu thế. Tức là ở đây mình không sử dụng phông gì hết mà mình sử dụng cái brush mà theo ý muốn của mình. Trackpad này. Kiểu vậy. Delete ra thì thấy ta có chữ A. Kiểu như thế, tức là ở đây mình không sử dụng nào phông nào hết thì tất nhiên là số lượng phông bằng không rồi ha. Thì đã ý mình là như vậy, có nhiều bạn có thể rành về cái pen này thì ta có thể sử dụng pen để tạo ra những cái phông riêng viết tay của mình, hoặc là có nhiều bạn thì sử dụng cái pen này để tạo cái đường nối tiếp chẳng hạn như thế. Chúng ta có thể làm cho nó khác biệt đi chút xíu ví dụ như vậy. Đây mình sẽ căn cho cái brush này nó gần tương đương với lại cái này và tương đương với lại cái đường này ha, và mình sẽ đây trackpad brush đại khái là vậy. Người ta có thể điều chỉnh lại một chút xíu. Ví dụ pen tool này, trackpad này, ok, nó sẽ tạo ra như vậy. Mình có thể move nó lên rồi điều chỉnh lại sao đấy cho nó phù hợp. Thì đây mình không hướng dẫn các bạn sử dụng như cái vậy bởi vì nó hơi phức tạp và sử dụng pen thì cũng mất khá nhiều thời gian để mà làm quen. Ok ha, thì ở đây mình đã hướng dẫn xong một cái cách là chúng ta sử dụng cái brush. Thì cái cách thứ hai nữa là chúng ta sử dụng những cái vector. Thì những cái vector này nó cũng tương đối chia sẻ tương đối nhiều trên mạng. Rồi đây không có, thì tí nữa mình sẽ có một cái link ở dưới này. Ví dụ bây giờ mình sẽ tạo một cái chữ mới đi. Xin mời đừng rơi hồi nghe sến quá. Chờ người nơi ấy. Mãi mãi tình yêu. Ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ bạn nào cần sử dụng cái này cho những vector vào album cưới chẳng hạn. Đây có thể sử dụng được. Mãi mãi mình sẽ cho nó uppercase lên một tình yêu. Rồi bây giờ mình sẽ thay đổi cái phông này. Chữ mãi mãi này mình có thể sử dụng một cái phông cho nó hợp lý. Nhớ nha, tối đa là 3 phông thôi. Và nói thêm với cái sans, hai loại phông thì chúng ta có hai loại phông mà chúng ta hay gặp nhất là sans serif và serif. Là sans serif là những cái phông mà nó sans serif là không có chân. Ví dụ như vậy là không có chân này, như là sans serif, và serif là những cái phông mà có chân. Thì những cái phông mà có chân như vậy thường nó đem lại cho ta cái cảm giác nó hoài cổ. Đó. Thì những cái nào xưa xưa vintage một tí á, thì người ta hay sử dụng cái phông serif, còn sans serif thì nó mang xu hướng tương đối hiện đại. Thì ở đây với cái thiết kế về ảnh cưới thì mình sẽ sử dụng cái phông serif, no, sans serif chứ, sans serif cho nó sans serif. Mình hay sử dụng cái phông Futura. Đâu rồi Futura, Futura đây. Không có nghiêng hay gì hết nha. Bold, heavy bold một. Nếu cái này là tiếng Anh thì nó dễ hơn, bởi vì nếu không có cái dấu này này thì mấy cái đường nó chung một hàng hết thì mình có thể đẩy cho nó cao lên. Đây mình có thể làm cho các bạn này hơn, ví dụ như vậy chẳng hạn. Ôi cái này thì đỡ. Ví dụ như vậy thì mình giãn nó ra thì nó cân bằng hơn, nó không bị vướng những cái dấu. Hay vậy tiếng Việt mới đau lòng chứ. Ước gì rồi một tình yêu. Ở đây thì gớm quá, cho auto đi. Mãi mãi là mình sẽ sử dụng cái phông khác. Chúng ta sử dụng phông 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 gì đây, ở dưới đây phông này
Serif rồi, em trên sẽ sử dụng phông Trajan này đi. Phông Trajan nó có một cái đặc điểm là cái ôi sao nó không khác với nhau gì ta. Phông Trajan này có một số cái máy mình nhớ là nó có định dạng sẵn luôn, mình xong hiểu trên máy mình là không. Nhưng mà mình để ý cái phông Trajan này khi kích hoạt cái chức năng này là cái chức năng small cap á, tức là những cái chữ thường á thì nó cũng là viết hoa, nó định dạng theo kiểu viết hoa nhưng mà size chữ nó nhỏ hơn. Thì khi mà mình sử dụng cái phông này nó tương đối nó nhìn nó khá là đẹp. Đây các bạn có thể thấy chữ mãi mãi này ha, chữ mãi mãi này có vẻ nó cái kerning thì nó hơi khác nhau này, cho nên là mình sẽ cho nó gần lại 70 75 ví dụ như vậy. Mình sẽ kerning nó lại, ví dụ đây đang là nối nhau này, nhìn đây đang cách ra thì nó kỳ lắm, bên kia 75 bên này 75 luôn rồi. Ok thì nhìn nó chữ nó sẽ chỉnh chu hơn. Rồi chữ một này thì mình sẽ sử dụng cái phông gọi là phông viết tay. Và phông viết tay thì đừng bao giờ sử dụng cái dạng mà viết hoa toàn bộ ha. Ví dụ bạn nhìn này, nhìn thấy gớm không, không ai đọc ra chữ gì hết. Cho nên là viết hoa chữ đầu thôi, tối đa là vậy thôi. Một lại tìm cái phông nào coi. Một tình yêu này thì gớm quá. Mãi mãi yêu em. Thế thôi đơn giản. Hai cái. Hai chữ vậy thôi. Và mình sẽ sử dụng cái đó là layer. Character cho lại cái chỗ cũ đi. Rồi ok, layer này. Và mình sẽ tạo layer mới, Ctrl Shift N tạo layer mới ha. Và bây giờ mình sẽ tìm một cái vector. Thì mình có sẵn cái vector ở đây này. Cái bộ vector này được chia sẻ bởi bác Việt Thanh. Các bạn có thể thấy ở trong đây một đống cái vector khá là đẹp. Những cái vector này thì mình có thể sử dụng bên này cực kỳ nhiều luôn. Tròn tròn, thôi không thích tròn. Tròn này, mà không thích mà tìm khác đi. Cái này được không? À, chắc được đấy. Rồi ok, mình sẽ chọn cái này ha. Cái mã số của nó 15458. Xin lỗi các bạn, mình đang sử dụng cái file cái chương trình Photoshop Portable cho nên là nó không có mở trực tiếp được, không có cầm kéo thả cái kiểu được. Nên là chỉ có mở bình thường mà thôi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với file EPS. Nếu các bạn nào học thiết kế có thể các bạn sẽ quen với file EPS và nó là một trong những định dạng file vector. Thì file vector ví dụ như AI hay là EPS thì Photoshop đều có thể đọc được. Cho nên là nếu có đừng có ngại tải về ha. Bạn click open mở ra và mặc định với những cái file vector như vậy thì Photoshop nó sẽ mở ra cho các bạn cái bảng Raster EPS format. Thì bảng này nó sẽ cho các bạn định dạng lại những cái size của cái file vector đó theo cái ý muốn của các bạn. Thì các bạn biết file vector thì thường nó không có giới hạn về kích thước, tức là các bạn có cái file vector đó các bạn có thể tăng kích thước lên bao nhiêu cũng được vì nó không có giống như là file bitmap. Thì ở đây mình không có giải thích rõ ràng về cái file vector nhưng mà chủ yếu là các bạn bây giờ các bạn muốn kích thước là bao nhiêu các bạn nhập bấy nhiêu nó sẽ lên, nó không bị vỡ đâu. Tức ở đây mình muốn nó 5.000 x 5.000 là cực lớn luôn ha, độ phân giải 5K. Rồi ok đây thì nó sẽ có những cái file vector như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ cái nền này đi. Bỏ nền này đi, mình sẽ Ctrl J lên vào filter ấy no select select ha và color range. Mình sẽ click chọn một cái ở ngoài này và giảm furnish xuống 5. Rồi, click ok. Nó sẽ chọn toàn bộ những cái ở ngoài. Mình sẽ bấm Ctrl Shift Y và nó đảo ngược vùng chọn và mình sẽ bấm Ctrl J để nhân đôi cái vùng chọn nó lên.
Thì tức là mình đang vừa nhân đôi những cái vector này lên. Thì bây giờ mình sẽ tạo layer mới này, fill nó với lại màu đen chẳng hạn. Thì các bạn có thể thấy là mình đã có cái vector ở ngoài đã được tách, ra rồi. Với cái size 5.000 x 5.000 cho nên là kích thước nó rất là lớn, cho nên mình chọn như vậy thì nó cũng không có bị ảnh hưởng nhiều. Rồi ok, với cái phong mãi mãi yêu em này thì mình sẽ sử dụng cái layer này, và mình chọn cái này chẳng hạn, bấm control này thì nó sẽ hiện ra cái move move tool ha. Bấm control để phím control hoặc là chọn move tool cũng được, mình cầm mình kéo của cái tab này hạ xuống đó, thì nó sẽ hiện ra mãi mãi yêu em. Ok, chữ yêu em có thể là mình sẽ cho nó xuống chẳng hạn, yêu em, chữ yêu này, chữ yêu này sao ta, chữ yêu chắc phải nhấn cho nó mạnh mạnh lên tí xíu nhé. Hồi chống ở trên rồi à. Đây, mình sẽ cho nó lên ha. Rồi chữ em cho nó cách qua chẳng hạn thế. Ôi chà, không được, được bạn yêu. Chị yêu về đây chưa ta? Thôi kệ tạm thời lại đi. Giờ ngồi mà chờ thiết kế lại vậy chắc chết. Đây là rồi y yêu em, mình sẽ giảm nó lại một chút xíu. Rồi, các bạn có thể thấy là nó khá là dễ. Chúng ta vừa sử dụng file vector tải trên mạng xuống. Những cái bộ file vector này các bạn có thể tải với cái link ở dưới phần mô tả ha. Thì mình sẽ đính kèm ở dưới đó. Bạn có thể tải lấy. Ở cái phần dưới này mình có thể mình muốn thêm một cái gì đấy cho nó gọi là nó đầy đủ chút xíu, ví dụ như là cái chìa khóa này chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ lấy bề phím control này kéo qua. Ok, để phím dưới này, để phím shift ha, và chúng ta kéo vào. Có thể để phím, nếu bạn căn ở cái tâm này nó vào giữa rồi ấy, có thể bạn để phím shift Ethernet và các bạn kéo thì nó sẽ hướng tâm hơn. Click ok. Rồi ok. Đó, mãi mãi yêu em, tương đối đẹp rồi. Nếu các bạn chăm chút hơn thì cũng thể đẹp hơn. Và chúng ta có thể sử dụng toàn bộ cái file vector này cho file cưới chẳng hạn thế, album cưới. Bây giờ thì ví dụ các bạn muốn chèn vào đâu, ví dụ mình muốn thay cái màu này lại một chút xíu, ví dụ màu hơi tím tím, hơi đỏ đỏ. Còn ở trên này ở ngoài màu xanh rồi, ở ngoài màu xanh rồi có thể mình sẽ lựa cái màu ở ví dụ vậy cho nó màu sắc không. Thấy gớm quá, kéo xuống đi, đầm màu ở ngoài. lựa chọn cái màu mè này cho cái bộ tốn thời gian phết đấy. Rồi ok, tạm thời là như vậy. Thì bây giờ ví dụ mình muốn lưu cái này lại thì mình sẽ xóa cái background đi. Nãy giờ mình chưa làm gì về trên background cả. Khi mà xóa đi rồi thì nó cho chúng ta cái nền trong suốt, và chúng ta sẽ crop cái này lại, crop để lưu lại, sau này có thể chèn vào cho nó dễ dàng hơn. Enter. Và bây giờ mình sẽ lưu lại với file là PNG, tức là file này sẽ chữ lại và chừa ra cái chừa cái này. Ok ha, giờ mình sẽ mở lên cái hình bất kỳ và mình chèn cái này vô chẳng hạn thế. Rồi hình ảnh, gì đây ta, ví dụ như hình này đi. Rồi đại khái là như vậy thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ place cái ở ngoài hồi nãy mình mới lưu vào cái file vector ấy, cái không 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 cái file thiết kế chữ ha, đó là file PNG này, các bạn click play và nó sẽ vào đây. Ôi màu đây không hợp tí nào hết, nhưng mà đại khái là chúng ta có thể đổi lại đấy. Ví dụ mình cho nó curly màu đỏ màu trắng luôn chẳng hạn vậy. Đại khái là thế. Thì chúng ta có thể tự tạo cho mình những cái vector, những cái không không phải vector nha. Xin lỗi nói nhầm. Tạo cho mình những cái chữ nghệ thuật nó khá là đẹp.
đẹp như thế này, có thể sử dụng được, không cần phải quá phụ thuộc vào cái việc là phải đi tìm tải. Và đa phần thì những cái mà mình tải thì khó có khi nào mà mình áp dụng được, mình cảm thấy nó phù hợp hoàn toàn cho cái bức ảnh của mình. Mỗi bức ảnh mỗi khác mà. Rồi ha, nhớ cái quy tắc ha, sử dụng ba cái phông là tối đa cho một chữ thôi, cho một câu chữ ha, và sử dụng cái kerning để điều chỉnh lại cái khoảng cách giữa các chữ cho nó phù hợp. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tút này, và nhớ like và subscribe ha, mình sẽ ra tút đều đặn hơn, không hứa đâu. Chào các bạn.